Kính mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Đoạn kết bi thương của mũ xanh Mai Văn Tấn Ngài Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam Là ngài dân tộc Việt Nam chịu muôn vàng đau khổ Gia đình ly tán Hàng dạng người bỏ thay ngoài biển Đông Trong rừng sâu khi tìm đường tránh quạ Cộng sản Hàng ngàn người đói khổ Ở dùng Cộng sản gọi là dùng kinh tế mới hàng trăm ngàn bị đọa đầy trong các nhà tù mà Cộng sản gọi trại cải tạo. Đến ngày hôm nay, đã hơn một phần ba thế kỷ, hơn 80 triệu đồng bào vẫn tiếp tục khổ đau và không biết đến bao giờ mới chấm dứt quả Cộng sản. Biết bao gia đình đang sống hạnh phúc, nửa chừng gãy đổ, giới xót xa hối tiếc, không bao giờ hàng gắn lại được. Mãi mãi là niềm đau buốt, hàng trong ký ức cho đến khi xuôi tai nhắm mắt bao câu chuyện thương tâm, không bút mực nào diễn tả hết được, nhất là gia đình quân cán chính và gia đình liên quan đến chế độ Việt Nam Cộng hòa. Những thành phần chịu trực tiếp sự trả thù tàn bạo của cộng sản, gây bao cảnh tan khóc, thương đau cho đến ngày hôm nay, những người này vẫn còn bị ám ảnh. Tôi muốn nói lên câu chuyện của vợ chồng người bạn, điển hình trong cảnh tan thương của nhân dân Việt Nam, trong khúc quanh vô cùng khổ đau chưa bao giờ xảy ra trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Nhà thơ Tô Thùy Yên đã vẽ nên cảnh thê lương. Làng mạc giờ đây đã trống trơn, con dê con chó cũng không còn, người đi bỏ xác nơi bờ bụi, miếu sạc thần hoàng rủ héo hon. Vào những năm 62, 63, 64, sau những năm dài không thành công ở bậc đại học khoa học Sài Gòn, tôi bước vào ngưỡng cửa quân đội. Anh bạn tôi, quan bước vào ngành cảnh sát. Anh khác may mắn nhà giàu, con một được miễn dịch, nên Minh được cha mẹ dành một số tiền mở cơ sở kinh doanh ở Kiến Hòa. Sau khi ra trường biên tập viên cảnh sát, Quang được phục vụ tại ti cảnh sát Kiến Hòa. Minh và Quang, hai người bạn lại gặp nhau, vẫn chơi thân như trước. Tôi thỉnh thoảng liên lạc với hai người, vì đời quân ngũ rất ràng buộc, đâu có thời gian để gặp nhau. Được biết, hai đứa đang theo đuổi một nữ học sinh trường trung học công lập Kiến Hòa. Lúc đó, Cúc đang học lớp 9, lớp 10 gì đó. Thông thường chỉ là mối tình học trò, tôi cũng không để ý. Đến năm 1972, Cúc ra trường trung học và tôi được quan thông báo sẽ cưới Cúc. Hai người dự định cuối năm sẽ làm đám cưới. Năm đó, chiến trường rất sôi động, không thể xin phép được, nên tôi không có dịp dự đám cưới của hai người mỗi người bận nhiệm vụ khó gặp nhau, chỉ được tin hai người sống hạnh phúc. Hằng ngày, Cúc làm ở tòa hành chánh tỉnh, và họ có một con gái đầu lòng tháng Giêng năm 75. Đến ngày định mạng 30 tháng 4 năm 75, mọi người ngơ ngáo, lo sợ, chán nản, thì tôi có dịp diễn kiến lại những người bạn ngày xưa. Gặp nhau trong hoàn cảnh này, mọi người trầm ngâm, nhìn nhau không biết nói gì để trấn an cho nhau mỗi người theo một diễn cảnh đen tối. Ngỡ ngàng, không biết số phận mình ra sao, một tương lai mù mịt. Tôi và Quang chắc có những ý tưởng giống nhau, mặc dầu không ai nói. Chỉ có Minh chắc là yên tâm nhất, vì không liên hệ đến chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, chưa có gia đình, không có mối lo như tôi và Quang. Nhìn Cúc ôm bé gái trong lòng, tôi thấy ái ngại thế nào khó diễn tả, khó dùng lời nói để an ủi, vì chính hoàn cảnh mình cũng khốn đốn không kém. Hằng ngày, ra rã thông cáo của cái gọi là quỹ ban quân quản, gọi đi học tập cải tạo để trở thành người mới xã hội chủ nghĩa. Bao nhiêu từ ngữ lạ tai, cũng như lòng quan mang cực độ, tạo nên nhịp sống bồn chồn lo lắng, không lúc nào yên. Ngoài đường phố, những bộ đội anh hùng, diệt cộng gọi thế, ăn mặc không giống ai, nghẽo ngến ngoài phố, nói năng vừa ngọng vừa khó hiểu vừa khoe khoang thiên đường cộng sản làm mọi người rất chói tai lẫn buồn cười thêm vào đó những tên du thủ du thực đeo bản đỏ ở tay cầm súng chạy xe loạn ngoài phố tạo thêm cảnh bất an trong lòng mọi người rồi cũng đến ngày mọi người phải bước chân vào nhà tù cộng sản quan cấp bậc thiếu tá cảnh sát bước trước tôi khoảng một tháng tất cả chỉ mong đến ngày như thông cáo để được về gia đình, lập lại cuộc đời. Nhưng mọi việc xảy ra không như mong đợi. Đó chỉ là sự lừa dối và cái bẫy của cộng sản để mong đẩy tất cả những quân cán chính vào trại tù cải tạo, một cách ở tù không bản án. Chữ cải tạo đã làm rung sợ không những người dân đã sống trong chế độ, mà ngay cả cán bộ cộng sản cũng rất e ngại. Trong đêm giữa ban ngày của Vũ Thư Hiên, một cán bộ cộng sản đã từng tả lại cảnh tù cải tạo của chính bản thân với nỗi kinh hoàng chỉ tội nghiệp nhân dân miền nam chưa biết sự lừa dối của cộng sản cả tin lời cộng sản với sự ngây thơ là đi học thời gian theo thông cáo của cái gọi là ban quân quản sau đó trở về xung hợp với gia đình trong lòng tin tưởng đi học tập thực nên yên tâm bước vào tù không nghĩ ngợi quan trình diện tù tại kiến hòa tôi trình diện tại sài gòn từ ngày ấy, tôi không được tin tức gì về Quang lẫn Minh. Mãi đến cuối năm 79, Quang từ trại Tân Lập chuyển về Nam Hà, tôi mới gặp lại. Rất là mừng gặp Quang. Tôi có hỏi thăm tin về Cúc và Minh. Quang nói, khi còn ở quanh miền Nam, Cúc thường thăm hỏi anh, vẫn khỏe mạnh. Minh thì không liên quan gì đến chế độ cũ, nên hắn không sao, vẫn làm ăn buôn bán, còn khá hơn thời trước nữa. Tôi chỉ ở trong Nam gần năm, rồi bị đưa ra miền Bắc nên không còn được tin gì nữa. Đến khi được thơ và nhận được quà thì chỉ biết những gì trong thư, không biết gì thêm. Quang đến trại Nam Hà, tình trạng sức khỏe anh cũng như anh em rất xa xúc. Nhiều người đã nằm xuống và trại có ý định thông báo cho người nhà được thăm nuôi. Đầu năm 80, Cúc đến thăm Quang tại trại Nam Hà, gặp được Cúc khoảng nửa tiếng. Sau đó quan nhận thức ăn lẫn thuốc men mang vào trại đi vượt hàng ngàn cây số chỉ để thấy mặt chồng nửa tiếng mà những giây phút đầu tiên đầy ngỡ ngàng lẫn nước mắt tôi hỏi thăm cúc khỏe không và cháu mai thế nào quan trầm buồn nói cúc thấy khỏe và cháu mai bây giờ lớn có thể giúp mẹ những chuyện giặt vãnh tôi mừng cho anh gia đình vẫn giữ hạnh phúc qua bao thăng trầm của đất nước quan nói chưa biết sao nhiều chuyện tôi hỏi Cúc cứ phớt qua Hình như có điều gì nàng không tiện nói Thú thật anh Tôi không dám đoán mò Làm mất niềm vui Cũng không hoàn toàn tin những gì đã thấy Đó là sự dè dặt Thường có trong con người tôi Điều đó không biết có phải là méo mó nghề nghiệp hay không Tôi nói với anh Cũng như an ủi chính tôi Thời buổi này Được cái gì biết cái đó Vui lúc nào được lúc đó Anh không bao giờ nghĩ đến ngày 30 tháng 4 thì cũng đừng nói trước điều gì không ở trong tầm tay của mình. Quang, bạn nên biết dầu tình huống xấu nhất xảy ra, điều đó cũng hợp lý. Tôi hay Quang cũng phải chấp nhận. Chúng ta phải thông cảm với người vợ quá trẻ, thật yếu đuối trong cao trào, mọi người hưởng ứng ủng hộ mạnh mẽ khi cộng sản vào miền Nam. Người ta không hay chưa nhìn thấy cái bản chất thực sự của cộng sản. Với cao trào khí thế mạnh mẽ của mọi người lúc đó, ai còn nghĩ đến những thân phận như gia đình chúng ta. Tôi không muốn nói đến những điều vô lý, cộng sản xúc phạm và hạ nhục giống như chúng ta bị hiện nay. Nhưng tôi và Quang còn có những người bạn chung quanh cùng cảnh ngộ. Đôi khi cũng được an ủi khi tinh thần chúng ta chán nản và quá vô vọng hay chán đời mà chúng ta nghĩ không còn lối thoát. Lắm khi với cái điếu cài và thuốc lào một thoáng sai xưa cũng làm ta tạm quên cuộc sống hiện tại. Trong khi đó, người vợ chúng ta cô đơn vô vọng Khi người chồng đi biền biệt, không có ngày về, họ phải tìm một nơi nào đó bám víu cho sự tồn tại là lẽ tự nhiên. Trong hoàn cảnh này, chúng ta khó đánh giá hành động nào đúng hay sai, chỉ biết là việc làm có hữu lý hay không trong hoàn cảnh nào đó. Như trong cảnh tù hiện tại, chúng ta đánh những người báo cáo hại anh em để ngăn chặn những người khác chỉ đánh để họ mất mặt cũng như gia đình họ biết được ngăn lại những hành động hại anh em chứ không đánh cho họ chết như hành động khát máu của cộng sản từng làm hành động đó không ai trong chúng ta nói là đúng nhưng rất hợp lý trong hoàn cảnh này tôi triết lý ba xu với anh một lúc rồi về buồng giam của mình trong lòng nặng trĩu nỗi buồn không biết xuất phát từ đâu cuộc đời đưa đẩy vào bốn bức tường ngẫm nghĩ mãi không biết gì đâu nên nổi Ta về ta phải về em nhé Dẫu cái hình ta có rã rời Để lại ở đây dòng lệ xót Một thời đau đớn một thời thôi Thơ Trương Vĩnh Kỳ Khoảng tháng 4 năm 80 Cúc thăm anh một lần nữa Tôi thấy lần này anh suy tư nhiều hơn lần trước Quang giải thích với tôi Anh nói anh có yêu cầu Nếu có đi thăm nữa Nhớ dẫn bé Mai cho anh được gặp mặt Nhưng Cúc lấy nhiều lý do không thể dẫn đi được mà tôi thấy những lý do cúc đưa ra không chính đáng điều đó làm tôi suy nghĩ nhiều lắm nhưng đâu làm gì được trong hoàn cảnh chính bản thân mình cũng không quyết định cho mình được thôi cũng đành giao cho số mạng kể cả cái mạng của chính mình như anh đã nói vui lúc nào biết lúc đó ta nhớ người xa cách núi sông tú xương ông hỡi ngủ đi ông một cơn dâu biển ông từng thấy Sông vị xuyên kia đã quá đồng Thơ Trần Vấn Lệ Giữa năm 80 Tôi bị kiên giam ở trại Mễ Vì tội phản đối bọn cai tù đánh tù nhân Tôi không còn ở chung với quan nữa Đầu năm 83 Từ trại Mễ Tôi được thả ra lại trại Nam Hà quan đã được chuyển vào Nam Và cũng từ đó Tôi không biết được tin gì về quang lẫn cúc Mãi đến cuối năm 87 Đến Tết năm 88 Tất cả tù đa số được thả, trừ những thành phần an ninh tình báo, đơn vị 101, phủ đặc ủy tình báo còn bị giữ lại, tất cả được di chuyển vào Nam. Tôi trở về Bến Tre thăm cha mẹ, mới có dịp gặp lại bạn cũ, gặp lại Quang và Minh. Tôi sững sờ biết tin, Cúc đã tự tử cách mấy ngày và đã chôn cất xong. Nhìn Quang sơ sát, mặt hằng lên những vết nhăn đau khổ với cặp mắt lạc thần từ từ hắn trao tôi bức thư của cúc quan yêu mến nhận được thư này anh và em vĩnh viễn không còn được gặp nhau đây là con đường em đã chọn từ lâu lắm không hờn giận hay trách cứ ai sự thật em chẳng còn biết phải làm sao khác hơn con đường em đã chọn cuộc tình của chúng ta chưa tròn ba năm thời gian quá ngắn nhưng ai bảo là không hạnh phúc phải không anh ngài anh đi Bé Mai còn bồng ẩm Hôm nay đã tròn 13 tuổi Đã nhận biết ai là ba của nó Anh có biết Ngày anh bước chân vào tù Mẹ con em sống ra sao Mọi việc chu toàn một tay anh Minh tận tình giúp đỡ Còn anh khi đi tù Từ từ em mới hiểu Ngày về của anh là vô vọng Trong khi đó những bọn cá ngố Nửa người nửa ngợm Ngày ngày đến nói xa gần đủ mọi điều gây áp lực để em phải từ bỏ anh những người em ghét cay ghét đắng những người không thể gọi là người mà lúc nào em cũng phải giữ lễ với họ nói năng tử tế với họ anh có hiểu là em khó xử biết chừng nào minh giúp đỡ rất thành tâm như vậy anh hiểu được trong giai đoạn cô đơn nhất tự ơn biến thành tình cảm một đoạn đường rất ngắn em nói điều này anh có tin hay không tùy anh mình giúp đỡ chỉ vì tình bạn của anh Không có đòi hỏi điều gì Đối với đàn bà tụi em Vấn đề trả ơn cũng là một việc cần làm Những điều em nói ra đây Để anh hiểu tình cảm của em lúc bây giờ Không phải biện hộ cho việc làm của em Việc quyết định của em Em đã suy nghĩ chín chắn Ngày về của anh Nhất định là ngày em từ giả cõi đời Đối với em Chỉ có bước tới không bao giờ bước lui em không thể sống trở lại với anh dầu anh chấp nhận cũng không thể sống với minh khi nhìn thấy anh cô độc và khổ sở hành động như thế là em tự trọng khi em không còn trên cõi đời anh mới tôn trọng em vĩnh viễn và mãi mãi không nghe những lời khó nghe từ bất cứ người nào lối suy nghĩ của em hoàn toàn không coi thường anh mà chỉ nghĩ đó là lẽ thường của tình đời thế thôi mọi người ai cũng có quyền phê bình lên án một hành động nào đó, ít khi chịu suy xét tại sao. Sao ngày em đồng ý làm vợ Minh, em cũng có điều kiện là Minh phải cho em thăm nuôi anh, đối xử với bé Mai tốt cho đến khi ba nó trở về. Đó là lý do tại sao em không thể mang bé Mai thăm anh và cũng không thố lộ ở nhà sinh sống ra sao và lại càng không thể nói sự thật làm anh quá thất vọng trong khi còn ở trong bốn bức tường bây giờ anh chắc đã hiểu được em tại sao nói quanh co với anh và chắc là thông cảm được chuyện buồn nào rồi cũng phai mờ theo thời gian vết thương nào rồi cũng phải lành anh nên tìm người khác thay thế em để làm người bạn tâm tình khoảng thời gian còn lại của cuộc đời và chăm sóc bé mai đến ngày khôn lớn chuyện tình của chúng ta được xem như là một giấc mơ đẹp và mãi mãi là giấc mơ đẹp phải không anh? Đọc lá thư cúc đến đây, tôi bàng hoàng và ngạc nhiên khủng khiếp. Không ngờ một người đàn bà xem ra tầm thường, giải quyết tình cảm rất là cứng rắn, khó ai bị kịp. Một cách giải quyết đầy lý trí và cương quyết, cũng như rất gan dạ. Cuộc tình của Cúc gây ấn tượng mạnh và đầy xúc động mãi trong lòng tôi cho đến ngày hôm nay. Tôi nghĩ sâu đậm vĩnh viễn đến ngày nhắm mắt. Nhìn lại Quang và Minh với vẻ mặt đầy đau khổ, tôi cảm nhận đúng là nạn nhân của một chế độ tàn bạo và đầy hận thù. Chế độ trả thù ở người sống lẫn người đã chết, hết sức giả mang. Minh nhìn Quang rồi nói, Quang à, bạn có thể nghĩ tôi là người thi ân có mưu đồ. Chính tôi cũng không có lý do gì để bào chữa. Tôi chỉ là người có điều kiện giúp bạn mình trong thời khốn khó. Nhưng tôi không đủ sáng suốt từ chối lời của Cúc. Vì vậy, xảy ra thảm cảnh ngày hôm nay. Nhưng thú thật, Cúc cũng cho tôi thời gian êm đềm nhất. Tôi trách nhiệm phần lớn thảm cảnh này. Từ đây, chúng ta có còn là bạn hay không? Bạn có quyền quyết định. Quang từ từ nói, Minh, dầu sao tôi cũng mang ơn bạn. Bạn đã ổn định đời sống cho mẹ con Cúc. Trong thời gian khốn khó nhất, nuôi sống tôi trong thời gian tù đài. Có thù hận là thù hận một chế độ đã gây ra biết bao sự ly tán cho dân tộc việt nam mà gia đình tôi là điển hình chúng ta nên giữ lại tình bạn thân thiết đã có từ lâu lắm bạn không có lỗi gì mà chỉ là nạn nhân như tôi mà thôi chuyện xảy ra trên đời khó ai biết trước giống như một người dò dẫm đi trên đường mà không biết trước chông gai để tránh thế giới này biết bao người còn chết đói trong khi đó cũng không thiếu người ăn uống dư thừa phải đổ bỏ. Mọi người đã hưởng quyền tự do căn bản của con người. Trong khi đó, cũng nhiều người trên thế giới ngày nay còn phải tranh đấu. Trong một thời gian nhất định, bao nhiêu người chết, bao nhiêu người được sinh ra, bao nhiêu người khổ đau, trong khi bao nhiêu người hạnh phúc. Con người chúng ta cũng thế, sông có khúc, người có lúc, không ai tránh khỏi. Bởi thế, khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, chúng ta nhìn lại thường chép miệng đúng là cuộc đổi đời đó là luật chơi của tạo hóa mà ta là người bị động trong vòng quay đó tôi nhớ lại những ngày định mạng gặp lại bạn cũ lần thứ nhất gặp lại nhau là ngày từ biệt để mỗi người một ngã vào đời lần thứ hai gặp lại nhau là ngày từ biệt để vào tù lần thứ ba gặp lại là những ngày khốn khó đau thương đói khổ chưa từng xảy ra trong đời lần thứ tư gặp lại là ngài đánh dấu đoạn kết bi thương của một cuộc tình hình như định mạng đã sắp xếp sẵn cho ta một con đường để đi mà ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra chuyện đau thương coi như là một đóng góp vào đau thương chung của dân tộc qua khúc quanh tâm tối của lịch sử rồi mọi người ai cũng hy vọng hết cơn mưa trời lại sáng không ai mãi mãi khổ đau mà cũng không ai đời đời hạnh phúc đây là một trong muôn ngàn cuộc tình đã gãy đổ trong thời gian Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam. Nhưng đoạn kết không giống nhau, người chết, người xa nhau vĩnh viễn không hàng gắn được. Người đã khoan hồng yêu thương trở lại và sống đến ngày hôm nay. Nguyên do chính là sự suy nghĩ mỗi người, lòng dị tha mỗi người và nhất là tình yêu của vợ chồng đã được xây dựng ở một nền tảng nào. Nhưng chung cuộc, mọi người đều phải thở than Nước mất là mất tất cả Câu nói ngàn đời chưa thấy thay đổi Tôi thầm cầu nguyện và chúc cúc Đang thư thả một nơi nào đó Ở miền miên diễn Nơi không còn hận thù, đau khổ Và dướng bụi trần Với con đường thênh thang Dẫn đến cõi cực lạc, hạnh phúc vĩnh cửu Mũ xanh, mai gian tấn